Xin chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điều chỉnh độ căng chỉ dưới của máy NV880E Brother. Đây là dòng máy theo vi tính. Về phía độ căng chỉ trên thì máy có chế độ tự động điều chỉnh độ căng chỉ trên. Tuy nhiên là độ căng chỉ dưới các bạn cũng vẫn phải điều chỉnh thủ công. Thì ở đây là một cái mẫu mà mình vừa mới theo. Thì các bạn có thể nhìn thấy là chỉ trên xuống phía dưới khá là nhiều. Hầu như là mình không có thấy chỉ dưới ở đây. Thì cái này có thể đem đến cái rủi ro là nó bị kẹt chỉ dưới. Hoặc là khi mà mình rờ vào mặt sâu của vải nó sẽ không có được êm cho lắm. Thì cách điều chỉnh như sau. Chúng ta sẽ tháo cái bộ phận bảo vệ xúc chỉ ở phía dưới này. Bằng cách là mở con ốc này. Bạn nên nhớ là chỉ mở cái con ốc ở đây thôi. Khi mà bạn vệ sinh máy, bạn cũng thực hiện thao tác như thế này. Chúng ta sẽ mở con ốc ở đây. Đi cùng với máy nó sẽ có một cái tu vít như thế này, gọi là cái dạng tu vít rất là đặc biệt để bạn mở những cái vị trí nằm ở phía trong như thế này. Chúng ta sẽ để cái tu vít vào con ốc này và xoay. Sau đó chúng ta sẽ mở nó ra. Các bạn nhớ là khi mà mình tháo cái vị trí đó thì mình nên tắt máy, không được để mở máy để tránh trường hợp rò rỉ điện ở cái vị trí này ha. Thì ở đây nó có một cái khớp, mình để cái ngón tay vào đây mình đẩy thì cái bộ phận này nó sẽ rời ra. Mình sẽ lấy nó ra như thế này và mình sẽ lấy nguyên cái ổ màu đen này ra ở đây. Chỉ bằng cách là sẽ giữ cái ổ này và một tay giữ ổ và một tay sẽ kéo. Thì mình sẽ thấy là cái cọng chỉ ở đây nó rất là chặt. Thì như vậy thì mình sẽ rất là khó lấy chỉ dưới lên. Vì vậy mình sẽ nới cái ổ cha ra một chút xíu. Thì các bạn lưu ý là ở đây nó có hai con ốc, một con ốc chữ thập và một con ốc ngang. Thì mình sẽ nới cái con ốc nhỏ này và mình vặn ngược chiều kim đồng hồ để nới nó ra. Trong trường hợp mà chỉ dưới lỏng á, thì các bạn sẽ thực hiện là vặn thuận chiều kim đồng hồ để siết nó lại. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái tua vít đi theo máy để mình chỉnh cái con ốc nhỏ ở đây. Sau khi chỉnh xong, bạn nhớ nhân tiện mình sẽ vệ sinh cái ổ ở phía dưới này cho sạch. Các bạn thấy là sau một thời gian sử dụng thì cái ổ này rất là bụi, thì sẵn tiện này mình sẽ vệ sinh nó luôn. Tiếp theo để lắp vào thì mình sẽ thực hiện thao tác. Ở vị trí này nó sẽ có một cái dấu tam giác màu trắng và ở phía trong máy nó sẽ có một cái dấu tròn màu trắng. Thì bà cố gắng mà để vào làm sao cho cái vị trí của cái dấu tam giác trùng với vị trí của cái điểm màu trắng thì nó sẽ rơi vào rất là nhẹ nhàng. Bạn cũng đừng có cố gắng mà nhét vào vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái ổ. Khi mình nhét vào thì nó sẽ hơi lắc nhẹ như thế này. Đó, thì sau khi mà mình lắp cái thuyền màu đen vào thì mình cũng sẽ đẩy cái ổ này vào. Nó có một cái khớp bạn đưa vào và sẽ đẩy lên cho nó khớp. Và sau đó là bạn vặn con ốc vào như cũ. Sau đó mình sẽ thực hiện test mẫu một lần nữa để kiểm tra xem là độ căng chỉ của mình đã ổn chưa.